tao cho phun lần. Khoảng bị cái thuốc chị nhờ nó tới mười mấy ngày đó. Có thể là 1 tháng phun 2 lần à? À, 1 tháng phun 2 lần ha. Đây chúng ta nhìn thấy cái cuốn á. Chú ba hay làm vậy nè bà con. Tước vậy hả chú ba? Cứ mình đi là mình bung vài thứ nó có... mấy cái đùm nào bự mình cứ vũ à. À, cứ vũ đùm vậy ha. Kinh nghiệm. Bên này mới nãy chú ba tuốt từ trong này tuốt ra hay là gì? Vuốt dài phải không? Tuốt trong tuốt ra. À, tuốt ở trong tuốt ra ha. À, cái tay ngọc ngà của mình nó xui á. Nó xui à, đó. Chứ nó ngược nhiều khi nó lãi bông ấy. À, nó ngược nó lãi bông đấy, kinh nghiệm. Với là khi mình có bông dài cái mình tuốt cái bông dài để cho nó coi thử nó có rụng không, hoặc là đúng nó rồi. Có cái đối tượng gây hại gì rồi sáp rồi đồ kiến rồi nó cũng rụng bớt rớt không? Cái thứ nhất là mình kiểm soát được sâu rầy, cái thứ hai nữa mình kiểm soát được cái vấn đề mà nó sóc bị rụng bông á. Dạ. À, cái vườn của chú á rất khó sóc rụng bông chứ biết sao, nó có được cái ẩm độ, có nghĩa là nó có được cái che mát ở bên ngoài đó, nó cũng đỡ. Rồi chúng ta đi theo nữa, chú ba chia sẻ kinh nghiệm. Cái cây này là không làm đúng không chú ba, để tự nhiên phải không? Không, nó nhỏ phải không? Không có làm mà nó nghe cái hơi thuốc nó ra gì. Nghe hơi thuốc nó ra, nó xịt gần kế bên. Chúng ta xưa trồng ổi, à đây không phải ổi, đây này, miếng này hồi xưa tôi trúng bưởi da xanh là khoảng mười mấy năm. À, lúc mà tôi trồng vườn bưởi da xanh là bán trái không được, để là để chiết nhánh bán giống không đó. À, làm cái đây móc lựa giới được rồi. Khoảng mười mấy năm, sát bên cao tốc rồi. Sát bên cao tốc. À, bông nè bà con. À, kinh nghiệm của chú ba là vuốt từ ở trong vuốt ra để kiểm tra thử, vuốt mạnh nè bà con. Này không có sợ gì hết đó, cái bàn tay của em nè, vuốt nè. Chú ba vuốt mạnh luôn á, chú ba vuốt từ trong rút ra coi thử là nó có dẻo cuốn không, nó rớt cuốn không ấy, nó có đối tượng gây hại gì không. À, anh. Vậy là cũng kinh nghiệm làm sầu riêng rồi, cũng biết rồi chứ cũng học hỏi nhiều chứ phải không? Thì thường thường mình vuốt mấy cái chùm sai, bông đông bự này nó mình mới vuốt thôi, chứ còn mấy chùm thưa thưa này mình nhìn thấy chân rồi. Thái hết hả chú ba ơi? Thái không. Rồi chú ba ơi, đọt hãm đọt hả chú ba nha. Giờ đang gần số nhị rồi. Thì này là nó mới nóc ao nó 2 ngày nay rồi đó. Dạ. Thấy đi dài dài thấy là giờ để ý thấy là để ý là mình quan sát vườn mình để ý. Đúng rồi. Nó dẻo cuốn ghê không? Này chắc xịt bo là cũng tuần nào cũng xịt quá, bo canxi á, siêu canxi bo á. Từng xịt lần hả chú ba? Dạ. Bà con coi này cái trời đời này. Không? Không, êm thiệt, mỗi ngày đi học một sàng khôn đó bà con, chứ mới giỡn đâu. Mỗi ngày đi học một sàng khôn á, chú ba chia sẻ kinh nghiệm. Đây, qua này chú ba cũng chia sẻ này. Như cái này vàng vàng này có thể là trong tuần này là nó nở rồi nè. Dạ đúng rồi, mới nãy kêu có hiện tượng đó. Ừ, có hiện tượng trong tuần này là có thể nở. Nên là khoảng tuần nữa. Chút, đến lúc sổ nhị á, mình nhắc nước nhẹ. Đúng rồi. Nhấp nước nhẹ, nếu như mưa xuống là nếu mà chú để á, là nó sẽ bị sốc nha. À, chú ba lưu ý là có nghĩa là ngày tưới ngày nghỉ chú ba. Cái đó là chú ba cũng thuộc rồi phải không? Đúng rồi. Dạ. Chứ nếu như mình cắt khô quá, nếu gặp cái trường hợp mà nó mưa là nó sẽ bị sốc nước, sốc nhiệt nữa. À, chú ba lưu ý. Ở đây cái vườn này thì thực ra là sốc nhiệt thì khó xảy ra. Tại vì cái này cũng nói thật là tại xung quanh của mình, cái vườn của mình cũng có như này có ẩm độ, có nước. Thứ hai là được che phủ bởi mấy cái cây khác. Mê chưa? Không đã chứ. Có ai tới tham quan đồ vườn không chú ba? Chú ba có chia sẻ với ai không? Không. Không có ai tới tham quan không biết hay. À, chú ba cũng lần đầu tiên lên video rồi chia sẻ với bà con chút xíu rồi mình đi vòng vòng nữa chú ba. Chưa hết hàng mà. Chưa hết hay? Mới có nửa clip à. À mới nửa hả? Đây là khúc này ra ngoài cây nó gốc mới bự. Ừ. Trà bên này coi. Đi theo chú ba đây rồi, hỏi chú ba vài câu phỏng vấn chú ba cho vui. À, bông.
ba làm một mình ở vườn này, mình tụi ba làm hết hả? Chỉ có một mình à. Một mình ôm nguyên vườn này luôn hả? Trời ơi, còn cái bên đó nữa kìa, chứ đâu ấy đâu, cái bên đó thì cây con thì nó không đến à, bên kia cây con nữa. Chú ba, thí dụ như mà thường thường cái kinh nghiệm của mình á, chú cũng làm nông rồi lâu năm rồi, cái kinh nghiệm cái mùa này á, chú ba, mình thường thường mình ưu tiên mình phòng cái đối tượng nào gây hại thường thường á? Thời vụ này thì đối tượng là chỉ có nhện, bọ chỉ. Dạ. Sâu rầy là coi như cái vụ này là cái thường thường là cái thời điểm này là sâu rầy dữ dằn lắm á, nhện. Nhện. À, mình phải quản lý liên tục, quan sát. Mình phải quan sát liên tục. Dạ. Con thấy một số vườn á, họ dùng cái phương pháp á, là lấy nước họ phun trên lá để quản lý nhện luôn á, nghĩa là không, cái đó thì theo cái phong tục truyền miệng vậy thôi, chứ còn nếu nó phải xử lý thuốc, chứ nói đúng ra là phun nước thì người ta sợ xịt, chẳng hạn như bên nó đang bông nó đang vậy, người ta sợ xịt thuốc, xài thuốc nó nóng á. À, dạ. Người ta mới xài cái phương pháp đó thôi, chứ còn bây giờ có thuốc công an thì mình cứ xài thôi, chứ mình làm cái đó chỉ cho nó cực. Mà nhiều khi tưới nước thúi, nước ở dưới mương nó bị thúi này kia, rồi mình đưa lên cái bông nó còn ảnh hưởng nhiều hơn nữa. À đúng rồi, cái bông, cái nước của mình nó cũng ô nhiễm nữa. Ô nhiễm. Dạ. Rồi thí dụ như mít, ba cái mít rồi bị sơ đen này kia, bị khuẩn này kia, mình thấy mương với hầm ngâm hết rồi mình đưa lên lại trên bông cây nó rồi nó nhiễm nữa. À, đó đúng là một cái kinh nghiệm cũng đúng. Có như rất là nhiều quý bà con hỏi về cái vấn đề á, là lấy nước xịt lên đó, thì nếu muốn xịt là cái nước mình phải là phải an toàn, phải sạch. Dạ đúng rồi, phải sạch. Cái nước mương mình thì ao tù là chỉ để tưới gốc thôi, chứ còn mình xài cho cái bông. Đúng rồi. Nhưng mà tưới gốc nhiều khi á, cái nước ao của mình nó ô nhiễm này cũng ảnh hưởng tới rễ cho ô nhiễm nữa. Nên thử là cái mương nước tưới tôi là lâu lâu tôi phải xử lý vôi á. Dạ. Ra bông. Khúc này cây nó gốc to hơn cái chổng. Dạ. Qua đây khúc này cây to hơn ha. Đúng rồi. Này na thái này năm nay tôi thất trắng luôn. Sao giờ không thì na thái dọn luôn, với giờ sầu riêng rồng bây giờ gì nữa. Sau này là chừa một hàng, nay là chừa, nó ngã mấy mương là chừa thôi. Năm nay cũng về đích, nếu mà chúng ta có cảm thấy mà giữ được cái vườn sầu riêng thì na thái dọn để đu đủ ăn không cũng được. Đúng, kiếm đồng ra đồng vô. Đu đủ này là tới Tết là hạ nó rồi. Dạ. Là coi như ăn trái xong là xeo gốc chứ đâu để. Dạ. Thấy mê chưa anh Quang? Nó đi tiếp tục. Năm rồi là tháng này tôi cắt cả tấn na thái nè. À, cả tấn na thái ha. Nhưng mà năm nay bị mưa quá xịt không lợi, rồi cái luôn bu lo ba này nữa, rồi thành thử nó thất. Đây bắt trước chú ba nè mọi người. Đó, vuốt, nếu như mà có cái bông nào nó bệnh là nó cũng rụng rồi. Vuốt nó vuốt theo từ ở trong vuốt ra đúng chú ba. Vuốt từ trong vuốt ra. Trong vuốt ra. Đó. Nếu mà mình vuốt ngược nó lỡ nó chỏi cái cuốn nó bị lãi. À. Ấy, có nhiều bạn hỏi mình là hoặc là hay comment đó là mấy anh vô tư vấn vườn mà sao cứ đi hỏi nông dân, không, người nông dân họ mới có kinh nghiệm đó bà con. Đúng rồi, đúng không chú? Đó, người nông dân mới có kinh nghiệm á. Còn thực tế là nông dân, thực tế là nông dân là anh kỹ thuật là anh về lý thuyết. Dạ. Chỉ lý thuyết thôi. Ê bà con, coi đã bà con. Nhìn là thấy là ghiền luôn. Nói chung là lần đầu tiên mà làm bông như thế này mà bắt ba, chú ba mà đạt được cái kết quả này, mình cũng thực sự cũng rất là vui. À, rất là vui khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh như thế này, bông như thế này đó bà con. Rất là vui, rất là phải phấn khởi. Tự chú ba đọc công thức rồi tự chú ba làm luôn. Đúng rồi. Chứ bữa nay là tụi mình mới tới vườn đó. Tự chú ba là đọc công thức rồi, nói chung là nói làm sao rồi chú ba quất gần vậy á. Đó là tự làm luôn, không có kỹ thuật mà tới chỉ qua điện thoại thôi đó. Mà thật sự là phải nói rằng là không còn gì diễn tả nữa.
chút xíu nữa là tí với mương luôn. Không, bông nó ra phải nói rằng là ngợp trời luôn. Ngày hôm qua có nói chuyện với cô Diễm chứ, rồi nói bông nhiều quá sao chú chưa tẻ. Mấy giờ mới quay xuống ở dưới gốc. Bà kêu trời luôn đó. Quay dưới gốc nè, đang tỉa ôm sùm vô đúng không? Tôi nói cái bông dưới gốc nó còn nằm còn nhiều hơn ở trên cây nữa kìa. Dạ. Đó, rồi quay chụp xuống dưới gốc, bây giờ mới thấy bà la làng. Nó nói trời chú ơi. Ba xịt, chú lúc chú xịt cái bông, chú xịt khoảng mấy lần chú ba? Này xịt có 2 lần à. 2 lần ha. À, đúng cái tiết thời điểm nó cũng giọt ra nữa ha. Rồi đúng rồi, cái quy trình thì chỉ 2 lần thì coi như xịt lần đầu mới từng lễ sao là nó lúa mất cua rồi. À nhưng đúng mà rồi, chú chỉ... cũng cần cái già lá chú xịt chứ phải không? Đúng rồi. Ừ. Thì nó lúa mất cua thì mình vuốt thêm ra nó ra cho đều. Cái này tính ra là chú làm sớm thuận. Sớm này rồi coi như sớm mùa. Sớm đúng không? Sớm đúng sớm rồi. Mùa, sớm gọi là sớm sớm thuận đó. Đúng nhưng rồi. Mà chú ba hồi đó có đại bạc không? Không. Không đại bạc. Thì lúc đầu thì hỏi cô Diễm nói là trường tình trạng này là coi như là người ta xài bắt lo người ta đẩy bạc đó, nhưng mà bài thuốc này có đẩy không? Cô Diễm mới trả lời nữa, nói là con chỉ chú cái bài thuốc này là không có đẩy bạc. Dạ. Trông bây giờ đi tiễn thì cứ chùm ốm yếu là bỏ bớt. Dạ. Bây giờ cứ bông đơn này bỏ bớt đã, còn giữ những cái chùm mạnh. Dạ, khỏe bị bông nhiều quá ở ngoài nhiều quá mình tin lãi ở trong chứ còn ở ngoài chứ còn ở trong này từ từ mình đi mình thấy đâu lãi đó vậy. Vậy đó coi như mình đi kiểm soát là sâu rầy này kia đó mình thấy lãi. Ừ. Tuần nữa là chúng ta có thấy là sổ nhị la rai rồi. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ là chuẩn bị bước vào giai đoạn sổ nhị á, thì chúng ta sẽ tưới nước ít lại so với bình thường rồi. Thì hôm rày coi như từ hôm đó này cứ chim nó ỉa. Cái này là cứ chim nó ỉa không đậu. Cứ chim. Chim nó ỉa. Đây nè bà con, lâu lâu tướng bộ rẹp sáp rồi quay cho camera coi nè. Tướng bộ rẹp sáp nhưng đây cứ chim nó ỉa. Chim đất lành chim đậu mà. Đất không lành thì đất nhậu chim luôn. Cái khúc này cái mã lá êm hơn cái khúc trong. Dạ. Cái khúc ngoài đây êm hơn phải không? Ừ đúng rồi. Hình như ngoài đây nó cũng trắng được cái khúc gió hay sao chú ơi. Mà cây lại lớn hơn. Cây lại lớn hơn. Chú ơi thấy cái hiện tượng đi đọt rồi nha chú nha. Quất chặn đọt không? Cái đó nó ao 2 bữa nay rồi đó. Dạ. Nó ao đọt. Đi rồi là tôi thấy là nó le lử vậy là tôi bữa rồi. Dạ. Zoom vô ở trong được không? Camera zoom được không? Không. Quá trời bông ha. Nói chung tới thời điểm hôm nay là cũng tạm ổn. À. Một cái giai đoạn là lên bờ xuống ruộng. Bây giờ mình hơi lên bờ một chút rồi nhưng mà chưa lâu lâu phải xuống ruộng nữa. Cái này tàn hết hồn. Thiệt. Tàn kinh khủng. Quá trời luôn. Mà nhìn bông ở dưới đâu có thua gì trên đâu. Đúng rồi, bông ở dưới cũng tiễn sùm này chứ. Chú cào bớt mấy cái lá này ra nha. Tiễn bông rồi gom bông bỏ hết ra. Mấy nhánh này tôi tỉa bỏ trần. Dạ. Để rồi. Những cái bông nào mà tiễn xong mình gom mình bỏ hết ra. Cái hay ở đây nữa là cái bộ lá nó không bị cháy. Bộ lá nó không bị cháy. Cái miếng của bạn bệnh thôi coi như có 10 ngày nữa thu hoạch rồi mà lá bị cháy dữ. Cái miếng kế mình dạ con có thấy mà xài ông xài cái phương pháp khác không? Ừ, ông xài theo cái bài cái phương pháp của ông. Ừ. Từng nghiệm xưa giờ ảnh ở dưới hồi xưng lên á. Dạ. À, thông thường với cái vùng đất Ngũ Hiệp với cái vùng đất ở trên này nó cũng cái vùng đất đây có gần Ngũ Hiệp đâu. Hơi... cách đây khoảng 20 cây ạ. 20 cây Ngũ Hiệp hơi nó có hơi chút pha cát. Đất ở dưới tôi biết là dùng do đất dưới là xét mưa gà. Xét mưa gà hả? À, trời mưa đi là chợt té đó. Còn nó khác dùng đất này phải không? Khác dùng đất này đất phân. À. Rồi phải chú phải làm cái cây để chú đi tiễn bông chứ? Có cây không? Có cây móc giật. À, bà con nhìn cái quan bà con nhìn cái lá không? Không có cháy chắp lá.
nhưng mà nó cũng có một cái chưa gọi là chưa hoàn hảo. Nếu như mà trong cái giai đoạn mà ra máy cua mình cố gắng mình kéo được, hoặc là đúng kéo đến cái hột bắp là gần tới sổ nhị mà nó còn 2-3 cái lá chưa mở, quýnh móc nấu ao đọt luôn, nó mở được cái cặp nào. Vì nó đúng ra hôm cái lúc mà nó ra mắt cua đều ra là liên hệ với cô Diễm là hơi chậm thôi, hơi trễ. Dạ. Thành thử khi mà chụp cái hình đưa cho cổ coi thì cổ nói là bây giờ chú kéo cho nó ra đọt, nhưng mà lúc đó nó ra dài. Dạ. Dạ. Nhưng mà cuối cùng là cổ đưa đôi bên phòng kỹ thuật coi là coi như là không kịp. À lúc cái bông nó dài rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, không kịp. Cổ nói không kịp. Dạ. Giờ nóc ao chú ba, chú mẹ ơi, nóc ao thì gửi thuốc lên. Nóc ao đọt. Khúc ngoài này gốc bên kia bông à, cũng ngộp trời luôn à. Ông nguyên ghế vàng lá là không có cái lá nào luôn á. Một mình một ngựa làm thực sự là kinh khủng, với kinh nghiệm cũng tràn trề không. Mà những cái cây ở trong đầu clip ở trong đó là có những cây là nó hơi đỏ, cái đó chót lá là nó khô đó, là tất nhiên là tôi nghĩ không phải là bị chết đó. Dạ. Vì những cái cây đó lá nó già quá. Lá già quá. Với lại một phần nữa, nếu mà trên đó nó có đọt non á, nó đỏ chốt trên cũng đúng cũng rồi. Rầy nó đắt. Lá nó già quá. Dạ. Mình kèm nó lại không cho nó rớt thì nó phải đỏ cái, dạ, cái khúc đuôi vậy thôi. Dạ. Nhưng đây là không có cháy miếng lá nào hết á. Do cái điều kiện của mình nó cũng đúng mát nữa. Hồi xưa rút chú cũng rút nước chứ hả? Dạ. Rút có nghĩa là mực nước này là chú rút cạn không? Có thể là cạn, là gần tới đáy mương luôn á. À thưa, là cạn tới đáy mương luôn. Hiện nay nước hiện tại đây là chú đưa lên cái này nhất, để mình để cho nó cái mực nước ở trong hầm nặng mình tưới mà. À chứ còn lúc làm bông là chú rút hết, rút ra cạn luôn. Hơn nữa. Ừ thì đấy là cũng là một cái tiêu chuẩn để mà mình làm bông mình siết nước chứ không mà nó ẩm hoài. Tôi có hai ống bông tôi đặt ra mà xong là một ống bông thì nó cao, một ống bông thấp. Nếu mà siết nước là nếu mà làm nghịch là mưa nhiều là tôi siết cái bông đáy luôn. Dạ. Đi vòng vòng ra hết vườn của chú ba để chúng ta xem nó vui vui chút chú ba. Có gì chú ba cứ tương tác về công ty nha chú ba nha. Có đúng gì rồi, hỗ trợ là cần anh em hỗ trợ liền nha chú ba. Đúng rồi. Biết sao hôm rồi bị trời lạnh á, tiết lạnh á, lá nó đổ hơi nhiều. Dạ. Thì tôi mới điện xuống báo với cô Diễm, tôi nói bây giờ tình trạng nó cái lá nó đổ hơi nhiều, chứ nó nhóm nhóm ra đọt là nó phải gớt lá, vì cái tiết này là tiết đổ lá là nó ra đọt ra bông. Dạ dạ. Đó thì coi như là cổ mới hướng dẫn là chú xịt cái đó giùm con đi, thì xịt hai lần hôm nay thấy nó cầm lại. À bữa chú xịt cái gì? Xịt siêu áo giáp với siêu canh chi á. Siêu áo giáp với siêu canh chi bò là nó cầm cái lá lại luôn đúng không? À. Ừ. Cái tiết rụng lá giống như tiết mùa thu á không? Tiết mùa thu. À, khi mà trường hợp mà lá nó bị cháy chấp lá hoặc là nó đỏ lá, chúng ta cảm thấy nó rụng lá là phun canh chi bò với siêu áo giáp. Thằng canh chi bò á mục đích nó có bò và thằng canxi để nó cứng cáp cái thành tế bào, với lại cái bò nó dẻo dai cuốn lá nữa. Kèm cuốn lại. Ngoài vấn đề kèm cuốn bông còn có kèm cuốn lá, nói chung cái nào có cuốn nó cũng kèm được. Còn cái bo là nó cũng tăng hạt phấn á chú. À. Chú chắc là vài bữa cũng chuẩn bị tinh thần nó thụ phấn tay, có thụ phấn tay nổi không? Đúng rồi. Tướng dài vậy, tướng đây đứng và gió là gió nó thổi, không biết là đi thụ phấn nổi không nữa. Toàn bộ mình hình như mình thái hết trơn phải không? Thái không à. Ừ. Chỉ có hai thằng cây Samukin nhưng mà nó ra bông trễ ít. Nhưng mà ở khu vực này hiện bây giờ là Samukin là nó cắt đầu nó bỏ hết rồi. À. Nhưng mà tôi cũng vẫn còn duy trì lại, tôi để thử coi bây giờ nó ra bông trễ, tôi cũng vẫn để trái thử coi cái trái ăn cái nào ở trên này nó đồn nữa. Nó Samukin ăn đắng. À. Sượng. Đó là vùng này coi như khu vực cái bè này là Samukin là muốn hết rồi. Dạ. À. Là coi như mình cắt cứ... đầu rồi đó, nó cắt đầu ghép lại. Mỏng thon hết. Dạ. Nhưng mà mình cứ giữ lại đi, mấy cây giữ lại nha. Không, con gái tôi ở trong Thanh Mỹ nó còn một mẫu gửi ở trong á. Dạ. Samukin nay nó cũng năm mấy rồi. Mai mốt con chỉ cho là làm Samukin không bị sượng, cứ trái mà khoảng 60 ngày, 70 ngày là đi cali hữu cơ là ok, là êm. Đúng rồi. Cái cây này hồi xưa nó đẹp chứ gì? Cái này nó đẹp, cái dưới mới dặm sau nè. À, dặm sau mà cũng chơi nó bông luôn á. Nó nghe hơi thuốc nó ra rồi. À, cái này không xịt luôn hả? Không xịt. Mấy ngày này không xịt nè, có nghĩa là mình khi mình phun rồi nó phớt gió nó bay qua. Đúng rồi. Đây trời ơi, nghe bà con. Bông mà nói là ra không chịu nấu, đều hết.
hồi xưa á chú ba, hồi xưa do chú trồng sen á, thế nên là nó bị rộp cái tàn á chú ba, đúng không chú ba? Hồi xưa trồng sen với mít rồi đó, nó bị rộp tàn. Bộ lá êm quá trời đâu mà. Lá êm ru ha, bộ lá êm. Thì giờ cái bộ lá thì nó êm rồi, nhưng mà giờ phải canh nè, canh cái anh mà đó, anh mà nhịn đỏ hả? Không có, cái anh anh đọt á. À. Chú con thấy phun nó đứng cái đầu đọt rồi nè. Đúng rồi. Đứng rồi nè. Nhưng mà nó không có mất cái đầu đọt nha, nó vẫn còn chờ á. Nó cũng vẫn chờ đó. À. Khi nửa tháng sau là hết thuốc rồi bắt đầu anh giọt ra lợi đó. Dạ, đó. Coi như là tụi tôi là phải canh khoảng 10 bữa. Dạ. 10 bữa đi phải dòm lại cho đọt. Dòm đọt. Đây này, đây là bữa phun giờ đang đứng rồi nè, đang đứng rồi nè. Nó co cái đọt lại nè. À, nó co đọt lại nhưng mà vẫn còn chờ á. Chờ hết cái kali với silic ở trong này, là tại vì nó có kali và silic. Đấy, đang đứng này. Đây, cách đây phun mấy bữa này, đang đứng này. À, nhưng mà chờ chứ chưa mất đâu. Đó, nếu mà 10 bữa nữa là coi chừng ánh giọt ra đó. Dạ. Chú phun là chú phun đứng chéo chú phun phải không? Chéo phun, tôi phun là coi như là ở ngoài phun vô, còn ở trong đứng phun lên. Dạ. Luôn. Tránh bồng né bồng chút nha, phun cái mảnh lông nóc ao đọt nó có kali và silic đó, nó giúp cho cái cây chúng ta là cứng luôn đó chú, coi là cái silic mà nó giúp cho thì cứng cáp. Như là mình đứng ngoài mình xịt vô, còn ở trong mình quơ ra vậy nè, né bông chút vậy nè. Dạ, quơ cho nó đều cái tán của nó trúng bông cũng không ảnh hưởng gì. Đúng rồi, không có ảnh hưởng gì đó. Lá nói chung là xịt cái chặn đọt á, cái mảnh lông nóc ao đọt á, nó không cháy lá, không bao giờ cháy lá luôn. Coi như bảy dù gốc này tôi xịt bông là chỉ có 300 lít nước thôi, nhưng mà tôi xịt nóc ao đọt là phải từ 700 tới 800 lít nước đó. Là hai chai rưỡi. Chai rưỡi thì con cũng chỉ chú ha, hay vậy chú phun mà thường thường các bà con hay có tập tính là lạm dụng, có nghĩa là lấy cái liều cao, nhưng mà không có. Mình cứ đừng vậy nha chú, nghĩa là mình đúng liều nhưng mà mình phun nhiều lần là ok. Thì coi như tuôn phi 250 lít rồi là 1 chai 500 lít, cứ 1 chai ngắt rồi 2 phi vậy. Dạ. Dạ. Thằng này nó lâm le, này nó ra nó ế nè, xịt qua này nó hơi ế lại, đứng lại. Đứng lại phải không? Ừ. Rồi bà con chúng ta là đứng. Này, hai bữa nay không xịt là cái lá nó nở ra rồi. À. Nó giờ nó quấn cái đọt lại, nó quấn cái đọt lại đó. Nó đi cũng không có mạnh. Đúng rồi, đi nó cũng không mạnh, đi không mạnh, nó quấn luôn cái đọt, nó quấn đọt lại, quấn đọt lại, nó thun đọt lại là biết rồi. Dạ. Đó, tới đây nè, coi như là còn cái clip ngang đó là Musakin. Bên kia là Musakin, bữa Musakin chú có làm không? Có làm được gốc bên đó, nó ra bông cũng ít. À,